Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Và hôm nay mình chia sẻ một chút về kiến thức phong thủy. Hôm nay thì là mình chia sẻ về phong thủy cửa chính và cửa phụ. Thì có rất nhiều nhà khi làm thì họ không để ý đến cái vấn đề cửa chính và cửa phụ, cửa ngách ấy. Nên là khi họ làm ăn hay là sinh hoạt thì nó xảy ra rất nhiều các cái vấn đề về mất mát hay là về các vấn đề liên quan như là bất tiện trong sinh hoạt. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vấn đề về cái cửa chính và cửa phụ. Và như các bạn thấy trên màn hình này thì là cái ngôi nhà này bố trí là cũng khá là hợp lý vì đối với hai cái phòng ngủ công năng dụng, hai phòng ngủ, phòng khách, về ăn, phòng bếp. Đấy thì nó cũng khá là rộng rãi, nhưng cái điểm mà chưa hợp lý và rất là không hợp lý ở cái chỗ ở cái cửa này các bạn nhé, cửa phụ này, cửa chính này. Đấy, thì cái cửa phụ và cửa chính này nó đang thẳng nhau từ cửa chính ra cửa phụ, nó tạo thành một cái điểm đường xuyên không qua giữa ngôi nhà. Cái này nó rất là gọi là thống phong, trong phong thủy gọi là thống phong. Cái điểm này nó rất là không tốt. Thứ nhất là khi, như các bạn biết thì là khi chúng ta mở cái cửa chính ra ấy, thì cái luồng khí, luồng gió, chúng ta đón những khí lành, khí tốt vào trong ngôi nhà của mình thì nó sẽ phải được luân chuyển trong ngôi nhà, trong căn phòng chúng ta, để nó giúp cho chúng ta cái ngôi nhà nó được luân chuyển cái khí, nó được tốt, nó điều hòa và từ từ. Nếu như mà chúng ta mở một cái cửa phụ phía sau này nó thẳng với cửa chính ý, thì nó gây ra hiện tượng là gió nó vào cửa trước và ra cửa sau, nó rất là đột ngột. Nó đột ngột như vậy thì nó gây ra hiện tượng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến, chưa nói gì đến phong thủy, như là cuộc sống hàng ngày chúng ta thôi. Nếu như chúng ta mà gặp một cái luồng gió nó quá mạnh, nó thổi chúng ta đầu óc chúng ta quay cuồng và cảm thấy rất là khó chịu. Thế nên là chính vì vậy như là khi mà chúng ta làm cái cửa ấy, thì chúng ta hạn chế làm sao để tránh được cái luồng khí, luồng gió nó thổi qua nhà một cách quá đột ngột và quá nhanh, để nó tạo ra cái vấn đề là không tốt trong phong thủy cũng như trong sinh hoạt của các bạn. Đấy thì cái cách làm sao để chúng ta hóa giải được cái vấn đề này thì nó cũng có rất nhiều cách. Nhất là chúng ta có thể chuyển cái cửa chính này sang bên cửa sổ này, vị trí cửa sổ này, để tránh cho cửa chính và cửa phụ nó thông thẳng nhau. Đấy. Trong trường hợp mà chúng ta không chuyển được cái cửa chính này thì chúng ta có thể xử lý ở phía trong này là cái cửa phụ này. Đấy, cửa phụ này chúng ta có thể là chuyển cái cửa phụ nó sang cái vị trí của cái gách này. Đấy, cái tủ để đồ này này. Đấy, thì để tủ này chúng ta sẽ chuyển cái tủ ra chỗ vị trí khác. Đấy, chúng ta để cửa ngách vào đây. Đấy, thì cái vị trí này thì nó sẽ hạn chế được cái luồng khí nó đi thẳng từ cái cửa chính ra cửa phụ. Đấy. Ngoài ra còn một cách nữa, đó là chúng ta làm cái bình phong ở vị trí ngay vị trí cửa này. Đấy, ngay vị trí cửa này. Để chúng ta sơ cho các bạn thấy nhé. Thì chúng ta làm cái bình phong, thì cái bình phong này có thể chúng ta làm một cái, chúng ta có thể dùng cái hệ CNC, hoặc là chúng ta dùng cái vách lam gỗ này các bạn nhé, vách lam gỗ hoặc là lam thì nó sẽ hạn chế cái vấn đề là thông phong, nó sẽ luồng gió, luồng khí nó sẽ đi rất là từ từ, nó sẽ luôn chuyển qua phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, rồi nó sẽ đi qua cái vách này, nó đi vào đây. Đấy, thì để chúng ta sẽ hạn chế được tiền của chúng ta không bị mất mát các bạn nhé. Cái vấn đề là khá là quan trọng. Thì cái vách này thì các bạn có thể trang trí cái vách CNC đây, hoặc là để cái lam gỗ ở đây chúng ta, rồi chúng ta để cái tủ đồ, hoặc là chúng ta làm cái hệ lam gỗ, để chúng ta sẽ cái tủ để đồ chẳng hạn, chúng ta sẽ để trang trí đây, vừa là để đồ trang trí vừa là hạn chế được cái vấn đề phong thủy, lỗ phong thủy này. Thì rất mong là các bạn là nếu như các bạn mà gặp vấn đề như vậy thì các bạn có thể là xử lý bằng cách như vậy. Thì ngoài ra thì nếu như các bạn có gặp vấn đề nào khác thì hãy comment ở phía dưới video này để
mình sẽ xem xét và nghiên cứu giúp cho các bạn giải quyết được cho các bạn các vấn đề lỗi phong thủy nha các bạn nhé. Rất mong được các bạn nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.